và các bạn. Hiện tại là Tin đang dần dần tiến vào nơi đậu xe ở Disneyland, thưa quý vị các bạn. Hôm nay là thứ bảy, một ngày không có nắng ấm lắm, buổi sáng thì trời lại mưa lâm râm. Thì các bạn thấy xe phía trước của Tin là Arizona. Còn những cái xe khác thì cũng có nhiều người từ tiểu bang khác qua đây để đến Disneyland này các bạn. Disneyland này là ở miền Nam California các bạn ha. Tới đây thì mọi người tập trung ở trong những hàng để người ta có security check nha các bạn. Ai cũng phải bỏ túi xách ra, ba lô ra, tất cả đồ lên để cho người ta kiểm, nhân viên an ninh kiểm soát các bạn. Để không có đem những cái vũ khí hoặc là những bom nổ đồ này nọ vào vào trong đây các bạn. They have a security check now, everyone. Bây giờ mọi người đang xếp hàng các bạn để những chiếc xe này chở mình vô bên trong các bạn. Tại vì cái bàn này đó nó rất là rộng lớn các bạn, rất là rộng lớn. A lot of people, very crowded, very crowded. Xin chào quý vị và các bạn. Good morning quý vị các bạn. Bây giờ lên xe để chở. Bây giờ mình lên xe để xe chở mình vào bên trong phòng đó quý vị các bạn. Các bạn nhìn thấy những cái ngọn đèn loe lét ở phía trên trần nhà không quý vị các bạn. Cho mình cảm giác một cái gọi là một cái không khí bí hiểm các bạn. Bí hiểm. Thưa quý vị các bạn, bây giờ con tàu đi vào bên trong địa phận của những tên cướp biển Caribbean các bạn ha. Ở bên bờ thì có một nhà hàng các bạn. Người ta đang ăn uống. Bạn thấy không? Có những nhà hàng ha. Tôi không biết trên này là một hay hai nhà hàng, nhưng mà trải dài từ phía trên xuống dưới này luôn quý vị các bạn. Các bạn có thể thấy là tiếng dế kêu ha. Rất là bí hiểm các bạn. Another drop, I can see that from a mile away.
Those are my boys. They have literally every book in it. Mutt.
Hit him with a slap. Here, doggy. Here, doggy. Nice doggy. Rồi tới đây thì Tinh xin dừng để bye quý vị các bạn ha, các bạn ha. Qua địa điểm khác thì Tinh sẽ làm một clip khác, bởi vì clip này cũng dài rồi các bạn ha. Tinh đi một vòng này mà Tinh cũng muốn đi nữa các bạn. Cái chỗ này là một trong những địa điểm mà Tinh mê nhất ở Disneyland ha. Rất là hay, rất là hoành tráng các bạn ha. Xin chúc quý vị các bạn một ngày vui vẻ ha. Hẹn gặp vào thứ kế.